Nam em bình tĩnh đến lạ trước thông tin được triệu tập. Gần đây trong một buổi livestream Nam em tiết lộ thông tin rằng người đẹp đã nhận được giấy triệu tập vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Nhận được giấy triệu tập rồi, 28 tháng 2 2024. Với giọng nói hơi đượm buồn Nam em cho biết chỉ còn gặp được mọi người trong hai ngày nữa thôi và không biết bao lâu mình mới được gặp lại. Ít nhất cũng còn hai ngày để người đẹp chút bầu tâm sự. Không muốn coi thử giấy triệu tập không, chỉ còn được gặp mọi người hai ngày nữa thôi, không biết bao lâu mới gặp lại thôi. Được biết trong một buổi livestream kế tiếp nam em khẳng định chắc nịch không có gì phải buồn, không đến nổi bị bế đi lâu tới mức vậy đâu. Hy vọng lâu nhất là một năm còn nhanh nhất là vài tháng chúng ta sẽ gặp lại. Ít nhất cũng còn hai ngày để được tâm sự với nhau. Không có gì phải buồn hết, không có lâu tới mức vậy đâu. Hy vọng là lâu nhất là một năm thôi, còn nhanh nhất là vài tháng chúng ta sẽ gặp lại. Nam em không quên nhắn nhủ khán giả đừng quên mình trong thời gian vắng mặt. Người đẹp tỏ ra lo sợ khi trở lại sẽ không còn ai nhớ đến mình hy vọng là lúc đó mọi người đừng quên tên em là được chỉ sợ lúc đó không còn ai nhớ mình là ai thôi. Trước đó cô thông báo rằng muốn đi phượt một tuần để kết nối với thiên nhiên. Nam em còn nhắn gửi nếu có muốn bế em đi thì đợi cho em một tuần nữa rồi hãy ra quyết định. Các bạn hãy nêu cảm nghĩ về lần đi này của nam em trong bao lâu ạ? À? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt tin nóng được biết nhé. Đi phượt một tuần cho nó kết nối thiên nhiên lại một xíu ví dụ mình lỡ có muốn bế em đi đợi cho em đi du lịch một tuần rồi mọi người hãy ra quyết định bế em nha.